Vòng quay 12 ô nay đã có một diện mạo hoàn toàn mới. Để thực hiện vòng quay, các bạn vào hệ thống cửa hàng, sau đó hãy chọn shop lợi tức. Và đây, toàn bộ phần quà của vòng quay 12 ô đã được chuyển thành trang phục. Chỉ với 99 con huy, bạn chắc chắn nhận được 112 bộ trang phục. Trong đó có trang phục Prissy từ bãi biển bậc SS rất dễ thương. Tham gia ngay thôi, vòng quay 12 ô, chỉ lời không lỗ. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.